Chiếc máy này đúng là một con quái vật nhưng mà chưa được thức tỉnh. Cùng đến với video đánh thức sức mạnh trên Samsung Galaxy S23 Ultra các bạn nhé. S23 Ultra với slot 8 Gen 2. Chúng ta sẽ có một cái số điểm AnTuTu cực kỳ là cao, 1.193.000 điểm. Nhưng rất tiếc lại bị bóp hiệu năng bởi một thứ mang tên GOS. Đây, Game Optimize Service mình đã tắt nó đi rồi. Chúng ta sẽ có phần nhiệt độ ban đầu của máy. Mặt trước là 35 và phần mặt sau này là 36 độ. Chúng ta có thông số pin lúc đầu của máy là 93%, mình kết nối Wi-Fi và độ sáng lúc này setting ở cái mức là khoảng 80%. Đồ họa của chúng ta sẽ có là max setting rất cao, hiệu ứng 5G chuyển động cực cao luôn. Chúng ta sẽ đến với 4 chiêu cuối. Wow, trong cái pha vừa xong đã tụt xuống 50 FPS rồi. Mình đang không hiểu tại sao Strap 8 Gen 2 mà lại gặp những hiện tượng drop như thế này. Các bạn có thể thấy là chỉ khoảng 6 phút thôi, không quá lâu, không quá nhiều như cái phần FPS lúc này. Xuống 44-46 FPS, không hiểu tại sao. Chúng ta sẽ dừng cái độ FPS lại một chút và quay về cái phần GOS xem nó có tăng dung lượng không nhá. Chúng ta có thể thấy ở đây GOS vẫn là 9.75M và không có tí dữ liệu nào cả. Mình đang thấy lúc này CPU, GPU cũng như là nhiệt độ pin rất mát nếu mà so với những cái con điện thoại Snapdragon 8 Gen 2 hay là 8 Gen 1 ở thời điểm hiện tại. Có lẽ cái câu chuyện ở đây nó không còn là GOS nữa rồi. Vậy thì chúng ta có thể thấy là tuy là quái vật nhưng mà nó hơi yếu một chút. Lúc này mình đang chạy ở cái map sa mạc. Mong là địa hình này sẽ phù hợp với Snapdragon 8 Gen 2 by Galaxy và chơi nó mượt hơn. Wow, nhưng mà nhìn về vấn đề FPS chúng ta có thể thấy là toàn được 3x điểm 4x thôi, không ngóc lên được 4x rồi. Chúng ta đang combo 4 phát liên tục đây. Wow, một cái kết quả mà mình không ngờ tới. Với một cái bài test rất là nhiều hiệu ứng thì lúc nào chúng ta chỉ có khung hình khoảng 4x thôi. Bây giờ là khoảng 14 phút, chúng ta sẽ có một vài... Ôi trời ơi, chưa kịp nói là đã drop sấp mặt rồi. Chúng ta sẽ có một vài combo nữa và cuối cùng thì đến kết thúc cái bài chấm này thôi. Ok, mình đã chơi được 16 phút rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đo nhiệt độ của máy xem sao. Có một điều khá đáng khen là nhiệt độ mặt trước chỉ là 46.1 thôi. Nhiệt độ mặt lưng sẽ là 47 độ. Thế là vừa xong mình vẫn đang để cái độ sáng chỉ là khoảng 30-40% thôi. Nếu mà đẩy lên cao như thế này thì chắc chắn là nó sẽ còn nóng hơn nữa. Thực tế ra là màn hình trên Galaxy S23 Ultra rất là sáng nếu mà so với những cái máy điện thoại khác. Đây là trong cái phần cài đặt của Game Optimize Service hay là GOS đây. Chúng ta vẫn có cái dữ liệu là không có một chút nào cả. Nghĩa là lúc này ứng dụng này không hoạt động. Mình đang thấy có gì đó thiếu thiếu ở đây. À, phần màn hình. Liệu đây sẽ là độ phần giải bao nhiêu? 2K cộng. 2K cộng à? Có khi nào do 2K cộng nên là chơi game nó mới lag như thế không? Ok, chúng ta cùng chuyển về Full HD cộng. Bởi vì là test lại đương nhiên mình cũng sẽ đo nhiệt độ lại rồi. Mặt sau 36.7, mặt trước 38 độ. Dung lượng pin lúc này là 83%. Chúng ta cùng bắt đầu một game mới với Galaxy S23 Ultra Slap 8 Gen 2 by Galaxy. Chúng ta sẽ cùng combo nhá. Một cái này, 2, 3, 4. Wow, chưa bị drop xuống 4x nhá. Vẻ ngon đấy. Ôi, vừa khen xong đã tụt xuống 52 rồi. Cứ đừng lag như thế được không? 45 FPS. Vừa xong có tụt xuống khoảng 3x thôi. Có lẽ là chúng ta cũng nên dừng ở đây thôi nhá. Theo như mình thấy, chúng ta có để cái màn hình là Full HD cộng hay 2K vào game thì nó cũng như nhau mà thôi. Bây giờ cùng sang với cái phần FPS nhá.
Ở đây thì mình có cái phiên bản RAM 8 và bộ nhớ trong là 274GB. Mình đã đau khá nhiều lần khi mà chơi game Swimback Tat God trên con S23 Ultra này. Mình vẫn để màn hình 2K và chấm điểm, các bạn có thể thấy. Đầu tiên thì được 49.9 là khoảng 50fps đi. Đoạn đầu thì chơi cũng drop sơ mặt rồi, xuống 51 này. Và chúng ta rất khó để có thể thấy cái tình cảnh này trên những con Strat 8 Gen 2 khác. Lúc đầu thì mình thấy là cái con Z50 của Nubia ấy, nó bóp đã bóp ác lắm rồi. Nhưng mà con này nó còn bóp ác hơn. Lần mình chơi lâu nhất và cũng là cái lúc mà nhiệt độ máy cao nhất, được 46.2. Ui chào chào ơi, cái biểu đồ của nó này. Nhưng lúc mà mình thấy nó tụt xuống tận 11fps thì các bạn thấy là nó chơi mượt đến mức nào rồi đấy. Một cái biểu đồ mà mình không dám tin đây là Slab 8 Gen 2. Các bạn có thể tin được không? Nhiệt độ thì tăng từ 38 lên 41 là cao nhất rồi. Đây là thông số dung lượng pin tiêu thụ trong vòng 10 phút. Khi mà để màn hình Full HD thì sao? Có vẻ khả quan hơn chút nhỉ? Trung bình là được 52.9 với lần đầu tiên chấm. Ồ, lúc máy mát mát thì cũng có vẻ là ổn đấy. Nhưng mà thấp nhất cũng sẽ là 50, dần dần xuống 41 này. Ôi dồi ôi, combo nhiều xuống 37. Tiếp theo là được 57.6. Và vẫn ối dồi ôi lần nữa khi mà thấp nhất là 40. Nếu có một từ để hình dung hiệu năng của Samsung Galaxy S23 Ultra, mình sẽ sử dụng đó là bóp. Bóp Slab 8 Gen 2 và ngay cả khi mà tắt gót, mở khóa gom cùng sim xích, nhưng mà vẫn lag hoặc lag thôi. Tuy nhiên có một cái tin khá là vui là chiếc máy này thì cũng rất ít người mua về để chơi game. Chúng ta có một cái video khá là vui vẻ về hiệu năng Samsung Galaxy S23 Ultra Slab 8 Gen 2 by Galaxy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà có quan tâm với cái mức giá rẻ nhất, mình đã để ở phía dưới phần mô tả hoặc là ghim comment. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.